cuộc sống quanh ta vốn đã luôn là một chuỗi những sự lựa chọn. Hồi bé, chúng ta là những đứa trẻ, lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư đón nhận mọi thứ trước mắt, trong đầu cũng chỉ có suy nghĩ để chọn những gì mình thích và chẳng bận tâm thế giới xung quanh. Cùng lắm cũng chỉ phân vân giữa chọn bộ đồ chơi siêu nhân hay chiếc ô tô điều khiển từ xa, mua một cái kẹo có hình xăm dán lên tay hay mua gói bim bim có bộ xếp hình mới ra. Rồi khi chỉ bị ốm nhẹ một cái là đã được bố mẹ nâng như nâng trứng, thế là sẽ được quyền ăn bánh ngọt trước bữa ăn cơm hay xem phim hoạt hình thay vì cặm cụi làm bài. Đúng là trẻ con, chẳng phải lo nghĩ ưu phiền, cứ vô tư mà khám phá thế giới xung quanh. Lớn hơn một chút, khi đi học, ta bắt đầu được phép đưa ra nhiều quyết định hơn. Từ việc lựa chọn cho mình một vị trí đắc địa trong lớp học, đến việc quyết định thi trường nào khi kỳ thi trung học phổ thông đang cận kề trước mắt. Những năm tháng cấp 3 thì luôn thật đáng nhớ. Đó là thời điểm chúng ta có những bước chuẩn bị quan trọng để giành một tấm vé bước vào một trường đại học ưng ý. Cũng là lúc những rung động đầu đời thực sự đến gõ cửa, khiến bạn biết bị cảm nắng hay sét đánh bởi một người là như thế nào. Rồi kéo theo đó là đủ trò để gây sự chú ý, cũng như thể hiện tình cảm của mình với crush. Nghĩ xem nên tặng bạn ấy hộp sữa vào mỗi sáng để trong văn bản, hay bằng cách nào đó khiến đối phương bực mình mà để ý tới. Rồi nào là đủ trò nghịch ngợm với đám bạn thân, nhiều lúc ức phát khóc mà có giận được tụi nó đâu. Kể cũng nhiều hôm có hơi vui đùa quá đà thật. Nhưng cũng nhờ những khoảnh khắc dù trẻ trâu và ngốc nghếch đó mà ta mới có được thời niên thiếu đầy ắp những kỷ niệm. Đây cũng là thời gian mà đôi khi chúng ta có chút bất đồng với bố mẹ về những quyết định trong cuộc sống. Nhưng qua những lần tranh luận đó, ta mới thấy để có được một quyết định là cả một quá trình tính toán và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân. Dấu mốc tiếp theo mà mỗi chúng ta phải suy ngẫm và lựa chọn thật kỹ đó là kỳ thi đại học. Dựa bao nhiêu trường đại học, biết chọn trường nào bây giờ, chọn trường theo đam mê hay theo tư vấn, mong muốn của cha mẹ. Rồi nghĩ xem trường có gần nhà hay không. Nếu học xa thì ký túc xá có sạch sẽ gọn gàng hay không, xung quanh có nhiều quán xá tiện lợi hay không. Khi bắt đầu đi học thì chọn lịch học vào thời gian nào để không trùng với lịch tập gym, lịch hẹn đi chơi với người yêu, lịch tham gia câu lạc bộ văn nghệ hay lịch làm thêm cũng là một vấn đề khiến ta đau đầu không kém. Và rồi tốt nghiệp đại học, những tưởng đây là lúc thoát khỏi vòng tay của cha mẹ và tha hồ làm điều mình thích thì không. Những sự lựa chọn thậm chí còn khó nhằn hơn nữa. Chọn công việc nhiều tiền nhưng trái với đam mê, hay chọn một công việc mình thích nhưng thu nhập lại ít hơn. Chọn công ty nhỏ nhưng chức to, hay chọn công ty to nhưng chỉ là một nhân viên bình thường. Và khi đã đi làm lại cũng có muôn vàn những sự lựa chọn, như là cùng đồng nghiệp nghĩ xem hôm nay ăn món gì vào bữa ăn trưa, hay chọn mẫu giày nào để vừa thời trang lại không vi phạm nội quy của công ty. Cột mốc tiếp theo vô cùng quan trọng đó là chọn bạn đời. Người mình thích thì không thích mình, người ưng mình thì mình lại không ưng, người mà mình chấm họ và họ cũng chấm mình thì cha mẹ rồi anh chị em cô gì lại không chấm. Thế nên là chọn tới chọn lui vẫn cô đơn một mình. Rồi thì lại đến chuyện cưới xin. Lễ cưới được tổ chức ở đâu? Ảnh cưới chụp như thế nào? Đặt tên em bé là gì? Cho con đi học ở đâu? Và như bạn thấy đấy, mỗi người luôn tìm kiếm cho mình sự lựa chọn phù hợp khiến bản thân hài lòng và hạnh phúc nhất. Bởi rõ ràng, chẳng có lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Vậy bây giờ, nếu có một nơi mà bạn có thể được lựa chọn phù hợp cho riêng mình với thật nhiều gợi ý, được quan tâm, chăm sóc những người thân yêu, và trước mỗi quyết định đều có những lời chỉ dẫn và gợi ý, có một nơi như thế, bạn có muốn đến không?